Vâng, thưa tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, là ông theo dõi các động thái của Trung Quốc ở trên Biển Đông vừa rồi đấy, đặc biệt là có tin nói là Trung Quốc họ tiến hành họ khai thác cái một cái nguồn tài nguyên đấy, tự nhiên rất là quan trọng ở trên đó, thì với cái trữ lượng khá là lớn, trước đó vài năm họ cũng đã làm rồi, thì ông có thể làm cho biết cụ thể cái câu chuyện đó là như thế nào và họ khai thác ở đâu, địa điểm nào, có ở trong cái vùng lãnh thổ của vùng biển của Việt Nam hay là không, hay hay như thế nào, xin mời tiến sĩ. Người ta có khoảng 7 cái điểm mà khai thác, gọi là khai thác thử ấy. Khai thác thử thì còn thì là người ta đang đang khai thác thử 7 điểm. Thế còn thì những cái điểm khác, trong đó có một điểm là nó nằm ở trong cái đường lưỡi bò thì chưa thấy người ta làm thử gì cả. Đó, chưa thấy người ta làm thử gì cả. Thế nhưng mà cũng nhân cái chuyện Biển Đông này thì chúng ta thấy rằng là từ khi mà Trung Quốc nói rằng là đã ngớt dịch ở Vũ Hán với ở Hồ Bắc rồi ấy, thì cái hành động ứng cái hành xử của họ bắt đầu quay lại như trước đây, tức là tuyên truyền mạnh về cái đường lưỡi bò, rồi thì là khiêu khích Việt Nam, rồi thì cho tập trận ở trên biển bằng các cái máy bay chống ngầm và bằng nghe nói là bằng cả tàu ngầm nữa của hải quân, rồi thì cái máy bay quân sự của họ, tức là cái máy bay chống ngầm của họ hạ cánh xuống cái đảo mấy cái đảo ở Trường Sa, rồi hàng loạt các cái việc khác, nó có khoảng gần gần 10 việc bây giờ không không nhắc hết được. Thế nên là chốt lại là từ khi họ tuyên bố là ngớt dịch ở nước họ rồi thì họ lại quay lại cái thái độ cũ, và cái đấy thì chắc chắn là ở Việt Nam người ta không bỏ qua. Vâng, thưa tiến sĩ Hoàng Hợp ấy, thì còn cái câu chuyện nữa, tức là các cái tàu của Mỹ, trong đó có cái tàu được nói là cái tàu Roosevelt vừa ghé thăm Việt Nam đấy vừa rồi đấy, thì cũng có cái thông tin nói rằng là Hải quân Mỹ nói rằng là đã có cái một lượng các cái thủy thủ trong thủy thủ đoàn đấy bị nhiễm nhất định, và không biết có phải điều đó có phải là do phải là họ đã lên gọi là cập cảng ở chỗ nào và lên tiếp xúc ở đâu đó đấy mà bị nhiễm hay không. Trong trường hợp họ tới Việt Nam vào Đà Nẵng vừa rồi thì không biết là có hay không, và thứ hai cái việc đó nếu nó có xảy ra đấy thì nó có ảnh hưởng thế nào tới cái sức mạnh của Hải quân Mỹ ở trong khu vực. Hiện nay thì cái tàu như là anh Quốc Phương vừa nói đấy, thì người ta nói rằng là đến cái phút cuối cùng trước khi họ cách ly toàn bộ cái tàu ấy, thì đã có khoảng gần 100 người bị dính. Cách đây được 4 ngày thì họ mới nói là có 30 đến 36 người thôi. Thế nhưng mà việc bây giờ người ta cách ly toàn bộ cái tàu ấy rồi, và còn một cái tàu nữa cũng là cái tàu sân bay cũng được cách ly rồi, và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói rất là rõ rằng là cái việc cách ly này nó không ảnh hưởng đến toàn bộ tất cả những cái hoạt động đảm bảo an ninh quốc tế và an ninh khu vực châu Á Thái Bình Dương, châu Á và Ấn Độ Dương của toàn bộ cái hạm đội 7 và các cái đơn vị liên quan. Cảm ơn ông Hà Hoàng Hợp.